Ứng dụng hợp tác kinh doanh và tư vấn hỗ trợ đầu tư NaviQ, một sản phẩm của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Kể từ khi ca lây nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại Việt Nam vào đầu năm 2020, nền kinh tế nước ta đứng trước rất nhiều khó khăn. Đại dịch đã có những tác động và để lại những hệ lụy không nhỏ trong đời sống xã hội. Rất nhiều cá nhân, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh rơi vào tình trạng thiếu vốn để tiếp tục đầu tư, phát triển, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần và nếu không có sự hỗ trợ kịp thời sẽ rơi vào nguy cơ phá sản. Thấu hiểu thực trạng trên và với mong muốn cùng chia sẻ để cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, góp phần hạn chế việc cá nhân doanh nghiệp tìm đến các cơ sở tín dụng đen với mức lãi suất vượt quy định, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt với nguồn lực tài chính sẵn có đã cho ra mắt ứng dụng hợp tác kinh doanh và tư vấn hỗ trợ đầu tư NaviQ. Đây sẽ là kênh hỗ trợ tư vấn đầu tư kịp thời, an toàn, đúng pháp luật và phù hợp với mọi nhu cầu của cá nhân, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh vừa và nhỏ trên toàn quốc. Khi có nhu cầu tư vấn hỗ trợ đầu tư mở rộng và phát triển doanh nghiệp, hãy liên hệ ngay phòng tài chính NaviQ của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt để được hỗ trợ kịp thời. NaviQ hỗ trợ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp và uy tín với đầy đủ các gói hỗ trợ ưu đãi nhất. Liên hệ để được hỗ trợ phòng tài chính NaviQ Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, hotline 1900 757575, bấm phím 3. Tại app NaviQ từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 để nhận được những ưu đãi đặc biệt.